Mong bạn khách đã tin tưởng lời tư vấn của Happy. Ban đầu thì bạn chọn bóp Revo, nhưng mà với cái foam đầu cũng như là foam mặt của bạn thì đội bóp Revo nó sẽ không được thoải mái và hầu như là đội vô kéo xuống không được luôn. Sau thời gian thử thì bạn chọn cái LS2 FF353 màu rai xám cam nhám như thế này. Thì cái màu này nó có size 3XL. Cái này thì bạn đội ở trên vòng đầu rất là thoải mái và vòng mặt cũng thoải mái luôn. Tại vì cái 353 này, cái phần ở chỗ má nó rộng hơn so với những mũ khác một chút xíu, cho nên nó sẽ đỡ ôm bó những bạn nào mà khuôn mặt nọng hoặc là tròn to thì nên đội vòng này. Riêng dòng nón này thì nó sẽ phân size theo từng cái mục, ví dụ như size S, M, L thì khuôn vỏ sẽ là khuôn vỏ nhỏ nặng khoảng 1300 gram, còn những cái size ví dụ như là XL, 2X và 3XL thì cái khuôn vỏ nó sẽ to hơn. Khuôn vỏ to hơn nó sẽ dẫn tới là nó nặng hơn, nhưng mà cũng sẽ phù hợp những bạn nào bóc dáng to. Đó là sự khác biệt đáng kể với những dòng mũ khác. Ví dụ như dưới tầm giá khoảng 2 triệu thì khó lòng mà tìm được cái mũ nào á mà size nhỏ thì khuôn vỏ nhỏ, size lớn khuôn vỏ lớn lắm. Mình thấy chỉ riêng cái loại 2353 này là làm được chuyện đó thôi. Mũ này là đạt chuẩn an toàn quốc tế nha các bạn, đạt chuẩn an toàn của châu Âu ECE 22.5. Thì mũ đang được rất là ưa chuộng tại thị trường Việt Nam luôn, bởi vì chất lượng nó hoàn toàn vượt so với giá tiền của nó và cái độ hoàn thiện sản phẩm này cực kỳ tốt luôn. Mình nhấn mạnh là cực kỳ tốt nha các bạn, vì mình đã có 2-3 video tháo tung nội thất để xem sự sắp xếp tỉ mỉ khớp từng chi tiết lại với nhau. Hầu như là hãng hạn chế sử dụng các chi tiết bằng kim loại một cách tối đa luôn, để giúp cho khối lượng nón nó nhỏ gọn và nhẹ. Và đặc biệt là mũ này cũng có đầy đủ phụ kiện thay thế, ngay cả cái ron cao su viền kính hư cũng thay được luôn. Còn những cái phần như là hốc gió nè, ngàm kính nè, hư sẽ được sửa chữa miễn phí. Và hiện tại mua mũ này sẽ được ưu đãi là giảm 30% cho một món phụ kiện mua kèm giá từ 500.000 trở xuống. Ví dụ bạn mua một cái nón này 1,5 triệu, bạn mua thêm món phụ kiện như đôi găng tay 500.000 sẽ được giảm còn 350.000. Nón được bảo hành 3 năm. Và nếu các bạn cần tư vấn gì thêm cứ inbox Happy nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.